Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ thông tin khi cơn bão Hilary đã đạt đến sức mạnh siêu bão ở ngoài khơi Mexico và di chuyển về phía Bắc, những đám mây đã bắt đầu mang theo mưa ở khu vực đông dân cư thuộc phía nam bang California. Tàn dư của bão Hilary gây mưa lớn ở các bang Nevada, Utah và vùng Tây Bắc, nơi hơn 4 triệu người vẫn có nguy cơ bị lũ lụt cho đến tối 21 tháng 8, tức chiều 22 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy bão nhiệt đới Hilary đã biến một số nơi tại khu vực hoang mạc ở Nam California của Mỹ thành hồ vào ngày 20 tháng 8. Nước ngập ở thung lũng Lucerne, một thị trấn phía đông Los Angeles, ở phía nam hoang mạc Mojave. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết bão Hilary đã mang lại lượng mưa kỷ lục cho Nam California, Nam Sierra và Nam Nevada, với mức cao hơn mức trung bình từ 2,5cm đến 20cm được ghi nhận trong tháng cho đến nay. Các nhà dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ quét cho khu vực phía tây bắc thành phố Las Vegas và cho biết có khả năng xảy ra ngập lụt nặng ở khu vực sông suối đe dọa tính mạng. Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích đáng kể nào được báo cáo ở Mỹ do bão Hilary, cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California trong hơn 7 thập kỷ qua. Cơn bão đã bị hạ cấp thành xoáy, thuận hậu nhiệt đới chỉ sau một đêm. Trước khi tấn công nước Mỹ, bão Hilary đã quét qua bán đảo Baja California của Mexico. Tại Mexico, cơn bão đã khiến ít nhất một người tử vong, gây ra lũ quét và cuốn trôi đường xá. Cơn bão đã tấn công các khu vực của nước Mỹ với những trận mưa xối xả. Một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Palm Springs, bang California, nơi đường phố chìm trong nước lũ và các mảnh vụn chảy tràn ra theo dòng nước. Ngoài ra, cơn bão đã đánh sập hệ thống khẩn cấp 911 của thành phố và cuốn trôi một số tuyến đường, trong đó có xa lộ I-10. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, thị trưởng thành phố Palm Springs, Grace Gainer, cho biết hiện tại toàn bộ các con đường đều bị ngập lụt. Không có đường vào hoặc ra khỏi Palm Springs, tất cả đều bị mắc kẹt. Cơ quan thời tiết Mỹ thông báo lượng mưa kỷ lục đã diễn ra trên khắp miền Nam California, ở những nơi như trung tâm thành phố Los Angeles và tại các sân bay ở Burbank và Santa Barbara. Cây cối và đường dây điện đều bị đổ, đường phố bị ngập lụt ở một số khu phố của Los Angeles, thành phố đông dân thứ hai của Mỹ. Theo đó, khoảng 450 chuyến bay đến và đi tại các sân bay trên khắp vùng Tây Nam nước Mỹ bị hủy hoặc hoãn vào ngày 21 tháng 8. Trong đó có hơn 120 chuyến bay hạ cánh và cất cánh từ sân bay quốc tế San Diego. Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho phần lớn miền Nam bang này. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho các cơ quan liên bang trong khu vực sơ tán nhân viên và di chuyển trang thiết bị. Cơn bão đi từ Mexico vào Mỹ vào chiều 20 tháng 8, càn quét quận San Diego. Bão Hilary là cơn bão nhiệt đới đầu tiên từng ghi nhận tấn công quận Los Angeles kể từ năm 1939. Khi người dân trong khu vực chuẩn bị đón bão vào ngày 20 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã tấn công khu vực Nam California, phía bắc thành phố Los Angeles. Do ảnh hưởng của bão Hilary, nhiều trường học ở bang California đã phải đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay tại các thành phố San Diego, Los Angeles và thành phố Las Vegas đã bị hủy bỏ. Một số khu vực của Mỹ chịu ảnh hưởng của bão Hilary đã bắt đầu công tác dọn dẹp bùn đất và vệ sinh môi trường. Tại nhiều khu vực phía nam bang California ở miền Tây nước Mỹ, người dân địa phương triển khai dọn dẹp trường học, cơ sở kinh doanh và đường phố sau khi bão gây ra lượng mưa kỷ lục, kéo theo lở đất và lũ quét. Nhiều trường học ở bang California đã phải đóng cửa và hoãn lại lịch khai giảng năm học mới, trong khi các trận đấu thể thao phải dời sang lịch khác. Hàng trăm chuyến bay tại các thành phố San Diego, Los Angeles thuộc bang California và thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada đã bị hủy bỏ. Sau khi hoành hành ở Mexico, bão nhiệt đới Hilary đã đổ bộ vào bang California. Văn phòng thống đốc bang này cho biết giới chức địa phương đã thiết lập 5 địa điểm trú bão an toàn và triển khai hơn 7.500 nhân viên ứng phó với bão, bao gồm nhân viên cứu hộ và thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia. Ngày 21 tháng 8, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia của Mỹ cho biết
vùng áp thấp nhiệt đới ở vịnh Mexico có thể mạnh lên thành bão khi hướng vào bờ biển bang Texas, trung nam nước Mỹ. Đêm 21 tháng 8 đến sáng 22 tháng 8 giờ địa phương, vùng áp thấp mang theo lượng mưa từ 760mm đến 1270mm gây ngập lụt ở vùng duyên hải phía nam bang Texas. Lượng mưa trong 2 ngày 23 tháng 8 và 24 tháng 8 có thể lên đến 1780mm. Hiện có 5 vùng áp thấp đang hình thành ở Đại Tây Dương. Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo Đại Tây Dương năm nay có thể sẽ gây ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm hơn so với những dự báo trước đó. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, sau khi đổ bộ vào Nam California hôm 20 tháng 8, bão Hilary vào sáng sớm 21 tháng 8 theo giờ địa phương đã di chuyển qua trung tâm Nevada, cách San Diego khoảng 627 km về phía bắc, với sức gió 56 km/h. Dự kiến mưa lớn tiếp tục gây ra lũ quét, lũ lụt đô thị, đe dọa tính mạng, lở đất, lở bùn, thảm khốc ở một số nơi. Lũ lụt cục bộ dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 8 trên khắp các khu vực phía bắc của Intermountain West. Dịch vụ thời tiết nước Mỹ cho biết các khu vực thường không xảy ra lũ quét sẽ bị ngập lụt. Cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đối với hơn 25 triệu người từ Nam California đến Bắc Idaho. Những cơn gió mạnh và gió giật dự kiến ảnh hưởng đến khắp các khu vực của miền Tây nước Mỹ, đặc biệt là ở gần các khu vực có địa hình cao hơn. Lũ lụt, lở đất, cây cối và dây điện bị đổ đã được cảnh báo rộng rãi trên khắp Nam California. Mặc dù bão Hilary đã yếu đi đáng kể, nhưng vẫn trút thịnh nộ xuống California khi di chuyển xa hơn vào đất liền, kéo theo lo ngại liên tục rằng lũ lụt và lở đất có khả năng gây chết người. Bão Hilary đã gây ra lượng mưa lớn và gió mạnh khắp California và các khu vực phía tây nam Hoa Kỳ. Theo thống kê về cơn bão đầu tiên tấn công California trong 84 năm qua, tính đến ngày 21 tháng 8, Hilary là cơn bão gây ra lượng mưa cao nhất với sức gió mạnh nhất. Ở Nevada, theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, bão Hilary đã thiết lập một mức cao hơn mới về lượng mưa, gần gấp đôi kỷ lục 116 năm của lịch sử Nevada. Tính đến 21 tháng 8, lượng mưa 140mm đã đổ xuống Lee Canyon, Nevada, phá vỡ kỷ lục trước đó là 70mm từ một hệ thống nhiệt đới không tên vào năm 1906. Hilary đã tạo nên nền tảng mới cho các hệ thống nhiệt đới ở Nevada khi nó trở thành cơn bão nhiệt đới đầu tiên từng đi qua bang này. Ngoài ra, tại Los Angeles, đã có ngày hè mưa kỷ lục hôm 20 tháng 8 với lượng mưa 70mm ở trung tâm thành phố. Tại San Diego đã có ngày hè mưa kỷ lục vào ngày 20 tháng 8 với lượng mưa 46mm, gấp 10 lần lượng mưa trung bình vào mùa hè của thành phố này. Ngay trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Hilary đã suy yếu và được phân loại là bão nhiệt đới cấp 1 với vận tốc gió 140 km/h. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ khuyến cáo cơn bão này nhiều khả năng vẫn tàn phá vùng Tây Nam đất nước vì mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Theo đài CNN, bão Hilary được dự báo sẽ gây ra lượng mưa từ 7,5 đến 15 cm, thậm chí hơn 25 cm ở một số khu vực phía nam bang California và bang Nevada, cũng như tạo ra các cơn gió mạnh có thể làm mất điện ở nhiều nơi. Điều tồi tệ nhất dự kiến xảy ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương. Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 19 tháng 8 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với một vùng rộng lớn ở phía nam của bang để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Newsom nói, chính quyền bang đang huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị ứng phó với cơn bão có thể tàn khốc nhất từng tấn công California trong 84 năm qua. Mưa lớn đã càn quét nhiều vùng trên bán đảo Baja California của Mexico và khu vực Tây Nam nước Mỹ từ đêm 19 tháng 8. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị nước cuốn trôi trong lúc lái xe băng qua suối ở Baja, California. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã có thông báo với Cơ quan Kiểm soát các tình huống khẩn cấp liên bang, FEMA, đã sắp xếp nhân sự và các nguồn cung sẵn sàng ứng phó trong khu vực. Ông Biden cũng kêu gọi người dân sống ở những nơi trên đường đi của bão hãy đề phòng và lắng nghe chỉ dẫn của giới chức địa phương và chính quyền bang. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!